Hãy xin chào các bạn nha. Đây là một chiếc ghe biển đang kéo một chiếc phà xe cốt các bạn. Và nó đang kéo ra biển nha. Giờ mình thấy là chiếc phà xe cốt nó bị nước vô cũng khá là nhiều. Khi mà chiếc ghe biển nó kéo như vậy thì cái đít của chiếc phà nó bị nhấn xuống dưới các bạn. Này anh ra anh xem tình hình nước có vô hay không các bạn. Nước vô cũng khá là nhiều nha. Hôm nay đang nổi sóng các bạn. Hiện giờ gió nó đang nổi lên cũng khá là nhiều nha. Wow, quá hơi lắc qua lắc lại nè. Hôm nay trời êm nên đi như vậy được nha. Ngày sóng lớn rất là khó các bạn. Anh này anh lái tiếp phía sau anh lái. Tàu cá xe cuốc rất là hiếm đi đường biển nha các bạn, đa phần là đi đường sông nhiều. Cái chiếc này có thể là đi công trình ngoài biển các bạn, chiếc này 04 quá. Kéo mấy chiếc phà chở mấy cái nặng nặng nhìn ghê quá các bạn. Thì sóng nó nhỏ nhưng mà nhìn vẫn thấy ớn nha. Chiếc này là nó kéo đi vô cái đường bờ đê bên trong các bạn ơi. Để đường bờ đê tới khu vực này sóng nó có thể là lớn hơn ở khúc gần khúc nặng dưới này nha. Cái này sóng đánh chỗ này rất là dễ vô nước rồi. Đầu gió lên nữa các bạn. Vô lại đi thả lưới nè. Thằng đi ngược sóng, bây giờ sóng khá là lớn. Anh ra trước anh lái luôn mới ghê chứ. Cái anh ngư phủ ảnh ở trần nha các bạn, nước muối rồi không mặc áo nữa,
người mà đen còn hơn là chiếc ghe này. Quá trời cực. Quá lắc rồi, tới giữa biển lắc ghê. Bây giờ hai chiếc này cái hành trình của nó tới đây rồi các bạn. Quá trời nước vô rồi. Bây giờ này ảnh phải tát nước ra nha. Hình như là ảnh phải quay cái đầu lại các bạn. Bây giờ kéo cái đầu nha. Hồi nãy là kéo cái đuôi. Đuôi sống bây giờ đang càng ngày càng lớn thì nước nó đánh tạt vô. Nước vô quá nhiều các bạn. Ảnh nó quay lại kéo cái đuôi nha. Ảnh kéo cái đầu lại rồi. Kéo cái mũi dù sao nó cũng làm cao hơn phía trước, phía sau các bạn. Chiếc cao tốc đang ra khơi. Hôm nay sóng cũng không có lớn các bạn. Cao tốc ra khơi quá đẹp các bạn ơi. Khói nó nằm ở dưới nước thì quá trời khói rồi. Khói dưới nước. Chiếc này hôm nay rất là đông khách nha. Ở đây chiếc tàu sắt đang về đất liền nha các bạn, từ đảo về. Tàu quá đẹp, tàu như tàu chiến.
chúng ta xem những chiếc ghe biển và ghe cá để ra khơi như thế nào nhé. Thank you.
ăn.